Xin chào các bạn nha, tôi không hiểu là đừng đặt thế nào mà tôi là chuyên gia chia sẻ trên Zoom mà hôm nay bị trục trặc vấn đề kết nối. Rồi bây giờ trục trặc về chúng ta chúng tôi ta sẽ làm với nhau, tôi sẽ bắt đầu luôn ha, không để tốn thời gian của mọi người. Trước hết tôi cảm ơn anh Hòa, một người bạn lâu rất là lâu rồi của tôi. Chơi từ nhóm doanh nhân 20-30 và những cái nhóm khác, trong đó có tennis nữa, đã có cái lời mời là tôi nói chuyện với tổ chức OVC. Tôi cũng chưa có hiểu hết cái tổ chức của mình thật sự là như vậy, nhưng mà và dạo này tôi cũng rất là bận, thành ra là chỉ nói chuyện những gì những cái chuyện, tức là mình cũng lựa chọn cái sự kiện để chia sẻ, nhưng mà với bạn bè thì mà đã biết nhau rồi thì tôi cứ nhận lời thôi. Mình sống là thương yêu bạn bè trước. Hồi xưa đó thầy tôi có nói thế này, nói là thằng Chánh ấy, mà nó mà là con gái đó, chắc một tuần nó vô tự vũ tới 2 lần, tức là cứ là bạn bè mà rủ là ok. Rồi Hòa đâu rồi ta? Xin cảm ơn thầy. Hòa đâu rồi? Dạ. Hòa không có hả? Bạn Hòa đâu rồi em? Dạ, em xin lỗi sáng nay anh Hòa. Dạ anh Hòa sáng nay vừa có ở trong Zoom vừa mới dạy. Để em lại dạ. Ok. Tí. Nói Dạ. chuyện. Mà mình đã vô đủ hết chưa? Bắt đầu được chưa? Dạ, em mời thầy vào ạ. Rồi Dạ, tôi cảm ơn anh. bắt đầu nói chuyện được luôn rồi phải không ạ? Dạ, được rồi ạ. Xin mời thầy ạ. Rồi, cái đề tài hôm nay tôi chia sẻ là rồi tối đa hóa lợi nhuận versus với tối đa hóa giá trị của doanh nghiệp. Và hai cái đây là một cái hai cái nội dung thật ra là khá lớn. Thì không biết là hôm nay có làm nổi hết không, nhưng mà chúng ta cứ làm từng tự ha. Chúng ta sẽ nói về cái tối đa hóa lợi nhuận trước. Tối đa hóa lợi nhuận thì để nói về cái vấn đề lợi nhuận và giá trị, cái việc đầu tiên chúng ta cần phải làm là chúng ta phải hiểu về cái bộ báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Báo tài chính doanh nghiệp, cái bộ báo cáo tài chính của doanh nghiệp nó có 3 bản, là bản cân đối kế toán, là balance sheet, bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, tiếng Anh nó là profit statement hay còn báo cáo thu nhập, bản thứ ba là báo cáo lưu chuyển tiền tệ và cái minh họa. Thì cái này sẽ có một số người nắm rất là vững và làm kỹ, nhưng mà cũng có một số doanh nhân là chúng ta không có quan tâm đến cái này, không quan tâm báo cáo này. Và cái kinh nghiệm của tôi làm việc với rất nhiều doanh nhân và học viên rồi bạn bè đó, thì là đến 70% là khoán cái này cho kế toán. Tôi đã từng giải cứu một hỗ trợ cho một cái doanh nghiệp doanh số lên tới 1.000 tỷ, hệ thống là trên khắp nơi, và sắp được quỹ đầu tư rồi, quỹ đang nói chuyện đầu tư mà không có cái bộ báo cáo này, mà chỉ kế toán chỉ làm báo cáo gửi cho thuế thôi, báo cáo gửi cho thuế thôi. Còn báo cáo chính bộ để cho doanh nghiệp hiểu rõ tình hình kinh doanh, hiểu rõ cái tình hình tài chính thì gần như là không có. Thành ra trước khi bắt đầu tôi muốn hỏi các bạn, bạn nào có đủ bộ báo cáo này nghiêm túc để các bạn nhìn nhận tình hình công ty, các bạn cho tôi số 1, bạn nào mà có vừa vừa cho tôi số 2, bạn nào hoàn toàn không có cho tôi số 3. Rồi bạn nào có hẳn cái bộ này một cách nghiêm túc trong doanh nghiệp. Dạ, như vậy thì cái chỉ số nào là tối quan trọng đối với chủ doanh nghiệp và tại sao ạ? Trâm xin mời anh Vũ Việt Hùng, xin mời anh Hùng mở mic và chúng ta cùng trao đổi ạ. Thì như câu hỏi của thầy Chánh đưa ra ạ, như vậy là về việc để mà ngoài cái việc mà chúng ta tăng các cái chắc mọi người cũng nhìn thấy trên ô chat
ngoài việc tăng tỷ suất lợi nhuận hoặc là tăng doanh số, tăng lợi nhuận, gộp và ròng, thì còn có chỉ số nào mà tăng mà tối quan trọng đối với chủ doanh nghiệp không ạ? Mời anh Hùng ạ. Anh Hùng đang có mở mic được không ạ? Mời ban tổ chức mở mic dùm cho anh Hùng dùm cho ạ. Em đang ở công trường, đang ồn ào lắm chị ơi. Dạ vâng. Mời người khác giùm em với. Vâng, xin cảm ơn anh Hùng ạ. Dạ rồi ạ. Chăm xin mời à. Có ai đưa một cánh tay lên không ạ? À? Những cánh tay xinh đẹp đâu rồi ạ? À? Chúng ta cùng thảo luận bởi vì Trâm nghĩ là nếu các anh chị là chủ doanh nghiệp thì tài chính là một cái vấn đề rất là quan trọng ạ. À. Nó giống như máu của chúng ta đúng không ạ? À? Yeah. Chúng ta cùng thảo luận về vấn đề này. Dạ, xin mời à. Em cho xin mời. Xin mời anh Đặng Tiến Dũng ạ. Mời anh Dũng. Xin cảm ơn chị Phương Linh đã gửi cái thông tin lên trên ô chat ạ. À, xin mời mọi người cùng chọn cái ý chọn của mình ạ. À, ngoài cái tỷ suất lợi nhuận thì tăng doanh số, tăng lợi nhuận và tăng tỷ suất lợi nhuận gộp và ròng. Mọi người chọn và sẽ đánh lên ô chat cái quyết định lựa chọn của mình ạ. Thì chỉ số nào là tối quan trọng đối với chủ doanh nghiệp ạ? Chúng ta đang là chủ doanh nghiệp và chúng ta phải hiểu cái này ạ. À, xin mọi người cùng tương tác để nhận được bài học đến từ thầy ạ. Xin mời mọi người cùng tương tác trên hộp thoại ạ, hộp chat ạ. Dạ xin cảm ơn anh Hoàng Khánh ạ. Đó là anh lựa chọn là chi phí bán hàng, sale và marketing ạ. Dạ, hãy để ý là tăng doanh số, tăng lợi nhuận hay là tăng tỷ số lợi nhuận gộp ạ. Có 3 lựa chọn ạ. Tăng doanh số, tăng lợi nhuận và tăng tỷ suất lợi nhuận gộp và ròng ạ. Có 3 lựa chọn ạ. Các anh chị chọn số nào ạ? 1, 2 hay 3 ạ? Không, các bạn hiểu lầm tôi rồi. Tức là cái việc mà tăng doanh số, tăng lợi nhuận rồi tăng hai cái tỷ suất lợi nhuận là quan trọng. Nhưng mà có một cái chỉ số nào còn quan là cuối cùng là quan trọng nhất đối với chủ doanh nghiệp ngoài những cái chỉ số tôi vừa nói? À dạ, em xin lỗi thầy, chúng ta đã hiểu sai ạ. Nghĩa là còn một chỉ số nữa là tối quan trọng đối với doanh nghiệp, theo các anh chị đó là chỉ số nào ạ? Anh Khánh có đưa ra một cái chỉ số đó là chi phí bán hàng hoặc là chi phí sale và marketing ạ. Chi phí bán hàng, chi phí sale marketing đã ảnh hưởng tới lợi nhuận gộp, lợi nhuận ròng rồi. Dạ. Một cái phần nhỏ của trong này rồi. Dạ. Các thầy mọi người còn không biết cái thông tin này á thầy. À, nên xin thầy cho thông tin đó. Chờ tôi chút xíu, tôi đang còn tôi cần 3 phút, 1 phút nha. Alo. Sao em? Có thể mang video lên đấy. Dạ, thưa các anh chị, cái câu hỏi của thầy là như vậy, ngoài việc mà chúng ta nghĩ là tối đa hóa lợi nhuận để mà chúng ta bài học hôm nay là khóa học hôm nay là tối đa hóa lợi nhuận. Như vậy thì ngoài việc tăng những cái doanh số, tăng lợi nhuận gộp và ròng, thì thầy muốn hỏi chúng ta là có chỉ số nào tối quan trọng hơn nữa để chúng ta còn phải tăng không ạ? Theo các anh chị đó là chỉ số nào ạ? Xin mời anh Long ạ. Xin mời anh Thái Hoàng Long. Ngoài việc tăng tỷ suất lợi nhuận gộp và ròng thì không biết là doanh nghiệp anh Long còn muốn tăng thêm cái gì nữa không ạ? Quan điểm của em thì còn một cái chỉ số quan trọng đó chính là cái chỉ số và cái thương hiệu của mình nó được bao nhiêu so với thị trường. Dạ. Đó là theo anh Long, đó là uy tín thương hiệu cá nhân, uy tín của thương hiệu phải không ạ? Đó là cái độ uy tín của thương hiệu ở trên thương trường. Đó cũng là một ý kiến rất là hay đúng không ạ? Vì nếu mà chúng ta nếu mà công ty của chúng ta mà có uy tín thì là chúng ta mới có nhiều khách hàng, và giống như thầy nói là chúng ta có thể tăng được là cái sản lượng đúng không ạ? Ta tăng được là mà bên chỗ công ty kiến trúc của anh Long đó là tăng thêm nhiều hợp đồng. Ok, giờ các bạn suy nghĩ nè, các bạn kinh doanh xong một năm
thì các bạn đo mình, các bạn phải đo cái chỉ số nào để kêu là năm đó mình kinh doanh thành công hay không, thì các bạn đo dùng chỉ số nào để đo, ngoài cái vấn đề phần trăm tăng doanh số, phần trăm lợi nhuận, rồi những cái chỉ số lợi nhuận gộp, lợi nhuận biên đó. Yeah. Số nào nữa là các bạn cần phải rất quan tâm và nó rất quan trọng. Yeah. À, thưa thầy, em thấy có hai cánh tay đưa lên, em xin phép mời ạ. Dạ, đầu tiên là xin mời anh Phong computer, xin mời Đinh Phong ạ. Dạ, thì theo cá nhân em thì em cần phải tăng thêm cái chỉ số thanh toán của khách hàng lên, em tăng tối đa mức nó có thể. À, có nghĩa là giảm cái phần mà nợ phải không ạ? Giảm cái phần mà công nợ phải không ạ? À, chỉ số thanh toán được tăng lên. À, còn có gì nữa không? Dạ. Dạ, dạ, xin cảm ơn anh Phong. Cho em xin mời anh Toàn Nguyễn ạ. À, vâng, theo ý kiến của Toàn thì các anh chị thấy là nãy giờ thầy giảng thì nó đều liên quan đến chi phí hoạt động này, chi phí bán hàng này, rồi lợi nhuận này, nhưng mà các anh chị bỏ qua một cái khoản chi phí, đó là cái chi phí tài chính, nó rất là quan trọng. Bởi vì nếu mà trong năm đó mà các anh chị dùng cái chi phí tài chính mà khi mình phải trả cái khoản lãi cho ngân hàng, cái khoản gốc nó quá nhiều đó anh chị, thì gần như nếu như thế nó sẽ ăn hết, gần như hết vào cái lợi nhuận của bên công ty mình. Thì quan điểm của Toàn thôi, thì cái ngoài ngoài những cái chỉ số mà thầy nói thì là cái khoản mục mà chi phí tài chính đó, thì cái đây cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng thì mình cần phải quan tâm. Dạ, xin cảm ơn anh Toàn ạ. Dạ, em xin phép mời thầy ạ. Các bạn vẫn chưa trả lời đúng, và nếu mà các bạn chưa trả lời đúng là các bạn không thể làm một chủ doanh nghiệp hiệu quả tốt được. Hỏi lại lần nữa nha. Mỗi năm trôi qua, các bạn dùng cái con số gì để đánh giá rằng doanh nghiệp mình năm nay hiệu quả hơn năm trước? Giờ hỏi theo kiểu khác à. Alo. À, Trâm xin mời các anh chị ạ. Thầy vừa mới hỏi chúng ta là mỗi một năm, mỗi cuối năm mà các anh chị tổng kết thì thường là các anh chị dùng những cái chỉ số nào để đánh giá là à, năm nay là công ty của tôi, của chúng tôi là hoạt động hiệu quả hơn năm ngoái, hoặc là hiệu quả hơn là cái mục tiêu mình, hoặc là đã hoàn thành mục tiêu hoặc hiệu quả hơn năm ngoái cùng kỳ. À, thì theo các anh chị là chúng ta dùng chỉ số nào ạ? Xin mời anh Hoàng Khánh ạ. Dạ. Thì theo câu hỏi của thầy thì đó là cái tỷ lệ tăng trưởng so với năm ngoái, tức là doanh thu so với năm ngoái, là mình tăng được bao nhiêu phần trăm? Hồi nãy mình có viết trong này mà cái đó là cũng có, nhưng mà mình nói nó chưa quan trọng, vẫn đo cái đó nhưng mà cái đó chưa quan trọng, vẫn chưa lại phải là chỉ số quan trọng nhất. Dạ. Yeah. Mà các bạn rất là không trả lời được câu này thì coi như là làm, thì cái phần tối đa hóa lợi nhuận là như vậy, tôi giảng nó sẽ phí, các bạn phải thấm thía được cái chuyện này chứ. Đó có phải là khả năng sử dụng dòng tiền đúng không ạ? Còn như thế. Dạ, thầy ơi, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ạ, ROE ạ. Rồi, bạn nào trả lời câu đấy rất đúng, cho bạn một vỗ tay cho bạn đi các bạn. Dạ, em Toàn bên ngân hàng Phương Đông ạ. Rồi, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu. OK, tức là sẽ lấy lợi nhuận chia cho vốn chủ sở hữu. À, bây giờ doanh nghiệp, vốn của doanh nghiệp là vốn gì? Là vốn chủ sở hữu. Cũng giống như bây giờ các bạn đi kinh doanh vậy đó, vốn của từng cá nhân. Ví dụ năm nay mình có 100 triệu đúng không? À, mình đang có 100 triệu. Đầu tư mình làm ăn xong nguyên năm, mình dư được 20 triệu, vậy mình lời 20%. Mình lời 20%. Mà ví dụ được 30 triệu, mình lời 30%. Còn ví dụ mình lời 5 triệu á, thì là mình lời 5%. Và 5 triệu á, là mình, như vậy là mình kinh doanh thất bại.
Tại sao mình kinh doanh thất bại? Bởi vì là 5% mình gửi ngân hàng tốt hơn rồi, đúng không? Mình gửi ngân hàng là hơn 5% rồi, mà mình kinh doanh mà mình kinh doanh cực khổ, chưa tính chi phí cơ hội, mà cái lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu mà dưới hơn 5% là mình thua rồi. Thì cái lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu này là cực kỳ quan trọng. Tôi sẽ vào đây. Đó, đúng cái này là các bạn phải nắm. Chúng ta là mỗi năm là chúng ta phải đo cái số này, và cái số này nó phải lớn. Rồi, quan trọng thực sự. Okay. Sao con chuột này nó ơi sao nó nhảy lên đây? Bạn giờ tôi xíu nghe bị trục trặc hoài. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu là lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu. Tiếng Anh nó gọi là ROE, Return Equity, Net Profit chia cho Equity. Nếu mà chúng ta không đo số đấy là chúng ta kinh doanh là chúng ta không biết mình kinh doanh có hiệu quả hay không. Kinh doanh có hiệu quả. Vốn chủ sở hữu là vốn của chúng ta, vốn của mình là doanh nhân, rồi những cổ đông của mình vô, thì hàng năm mình phải tăng trưởng, lấy cái lợi nhuận ròng trên cái vốn đấy mình phải tăng trưởng, và quy luật của nó đó là các bạn phải tạo ra cái lợi nhuận này ít nhất là gấp đôi ngân hàng, ít nhất là gấp đôi ngân hàng. Tại sao vậy các bạn? Tại người ta đầu tư, người ta đi đầu tư vào ngân hàng đó, rủi ro mất vốn thấp hơn là đầu tư vào doanh nghiệp của mình. Tại ngân hàng là được quản lý rất là chặt chẽ, để dĩ nhiên là nó vẫn có khả năng là bị phá sản, nhưng mà ngân hàng phá sản thấp hơn doanh nghiệp. Ngân hàng là nó có cần số vốn và cái cách mà nó quản lý đó, từ ngân hàng nó đã kỹ rồi, thêm ngân hàng nhà nước họ quản lý nữa để đảm bảo rằng là nó không có buộc phá sản. Rồi, cái tỷ suất lợi nhuận mà ngân hàng nó hứa với cái người gửi tiền đó, nó hứa nhiều nó trả nhiều, hứa là 6% hay 7% trả đúng vậy. Còn mình á là có năm thấp năm cao, như vậy là cái tỷ suất lợi nhuận cũng không đảm bảo. Rồi, cái rủi gọi là còn một rủi ro nữa, rủi ro thanh khoản. Mình gửi tiền ngân hàng đúng không? Bằng cần tiền lúc nào chạy ra lấy tiền lúc đó. Dĩ nhiên mình lấy sớm thì mình không được lợi nhuận, nhưng mà lấy được nhiều vốn về. Còn đầu tư vô doanh nghiệp của mình thì nếu mà doanh nghiệp mình chưa lên sàn thì rất là khó lấy lại vốn. Đâu có dễ gì bán doanh nghiệp. Muốn bán là phải bán lại cho ông chủ khác, cổ đông. Còn nếu bản thân mình thì coi như đâu có dễ gì bán, đúng không? Như vậy rủi ro mất vốn, rủi ro không đạt tỷ suất lợi nhuận, rủi ro thanh khoản của doanh nghiệp, của đầu tư vào doanh nghiệp nó cao hơn và đầu tư vào ngân hàng. Chính vì vậy mà cái tỷ suất lợi nhuận mà mình phải đạt được cho người cổ đông của mình là ít nhất phải gấp đôi ngân hàng, mức 13-15% một năm. Mà mình không làm được điều này thì là mình chưa có hoàn thành nhiệm vụ của chủ doanh nghiệp, kiêm CEO. Đó. Các bạn có nắm cái điều tôi nói không? Cho tôi số hiểu, các bạn nắm cho tôi số 9.
Tôi chỉ là tại sao 13 đến 15 là nói cái sách mấy cái tính các bạn giờ tự sự. Nó có công thức tính của nó, nó tính sự kỳ vọng của nhà đầu tư á. Nhưng mà đây 13 14. Nếu mà học về tài chính đó, là nó có cái công thức để tính cái chi phí sử dụng vốn này, tức là cái kỳ vọng của nhà đầu tư. Nhưng mà cái này nó phức tạp lắm, các bạn biết nó 13 đến 15 là được rồi. Thì tôi chỉ cho các bạn xem đây là những cái đây là cái công ty chứng khoán nó tính cái chỉ mấy bạn tiếng Anh các bạn, cost of equity ở đây, đây cost of equity này, chi phí của vốn chủ sở hữu 12,9 là 13. Còn cái đây một cái đánh giá khác, chi phí sử dụng vốn 14,33%. Thì chúng ta tổng hợp lại nhiều cái như vậy nó là 13 đến 15%. Ở doanh nghiệp nào mà rủi ro cao thì cũng đầu 15. Ở ví dụ như Hòa Phát chẳng hạn, nó cái rủi ro về vấn đề giá cả, nó làm ngành thép, nó là chu kỳ, thành ra là rủi ro nó cao. Còn cái doanh nghiệp nào mà nó đều đặn hơn thì rủi ro nó thấp hơn. Như vậy thì cái tỷ suất lợi nhuận nó thấp hơn, nhưng mà nó là trung bình khoảng 13 đến 15%. Rồi tôi quay lại đây này. Ok, vì cái của chúng ta cần phải tính cái tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu rồi, và chúng ta cần phải maximize cái lợi nhuận của cổ đông là nằm ở đây. Bây giờ các bạn thấy cái chỉ số sinh lời trên vốn chủ sở hữu của thế giới di động này. Được rồi. Đây. 37%, 32,05%, 31,57%, 25,31%. Rất là tốt. Và tại sao thế giới di động nó bị giảm? Bởi vì rằng là nó có một cái ngành chỉ có lợi nhuận là bách hóa xanh. Và doanh số ngành đó càng ngày nó càng cao. Bây giờ nó kéo lợi nhuận xuống. Mà chỉ khi ngành đó bắt đầu là có lợi nhuận đó thì nó sẽ bắt đầu thì ROE nó tăng lên lại. Của vàng bạc phú nhuận nè, 24,58, 25,63, 26,08, 20,24. Thì phải trên một cái doanh nghiệp được gọi là tốt mà để xứng đáng để ta đầu tư thì nó phải từ 13 đến 15%. Rồi bây giờ tôi sẽ giúp cho các bạn một cái phần này cực kỳ quan trọng, làm sao để tăng ROE, làm sao để tăng ROE, làm sao để tăng ROE. Tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái công thức. ROE là ok, cái này là nằm trong cho đầu tư cổ phiếu ha. ROE là cái tỷ suất lợi nhuận trên vốn sở hữu, là một chỉ số cực kỳ quan trọng. Chúng ta nếu mà đầu tư dài hạn đó, thì chúng ta cái điều kiện cần á là phải đầu tư vào cổ phiếu ROE lớn hơn 15%. Dĩ nhiên còn một số điều kiện khác được, nhưng mà đã dưới ROE mà dưới 15% là không bao giờ đầu tư dài hạn. Bây giờ tôi sẽ giúp cho các bạn biết một cái công thức này, công thức rất là tuyệt vời, là công thức Dubon. Công thức này nó giúp cho chúng ta biết là để tăng ROE chúng ta cần tăng cái gì. Rồi, ROE này á, nó sẽ bằng lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu, đúng không? Rồi, người ta sẽ đưa thêm những cái con thông số vào đây, lợi nhuận ròng trên doanh thu. Đó. Rồi, doanh thu chia cho tài sản, tài sản chia cho vốn chủ sở hữu. Như vậy bằng cách đưa doanh thu ở trên và doanh thu ở dưới, đưa tổng tài sản ở trên và dưới, thì cái công thức này chúng ta loại được, đúng không? Doanh thu trên, doanh thu dưới loại ra, tổng tài sản trên, tổng tài sản dưới loại ra, thì nó còn là lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu. Nhưng mà cách đưa vào đây, chúng ta đã tách một công thức ra thành ba cái công thức. Như vậy lợi nhuận ròng đến doanh thu là gì? Bằng biên lợi nhuận. Muốn tăng biên lợi nhuận thì rồi khoan, là biên lợi nhuận ha. Doanh thu trên tài sản là gì? Là vòng quay tài sản, là lấy doanh thu cho tổng tài sản, là một đồng tài sản tạo mấy đồng doanh thu. Rồi
Còn tổng tài sản trên 4 chỗ sửu là gì? Là đòn bẩy. Tại sao gọi là đòn bẩy? Bởi vì tổng tài sản nó sẽ bằng là nợ cộng với 4 chỗ sửu và chia cho 4 chỗ sửu. Như vậy 4 chỗ sửu chia 4 chỗ sửu là 1. Như vậy tổng tài sản là 1 cộng với nợ trên 4 chỗ sửu. Mà nợ trên 4 chỗ sửu là, tức là cái tỷ lệ giữa nợ trên 4 hay nợ tài sản là đòn bẩy tài chính. Rồi. Như vậy trong 3 cái doanh số này đó, để tối đa hóa lợi nhuận đó của cổ đông là ROE này, là chúng ta tăng cả ba thằng này hay ít nhất là một thằng này thì nó sẽ tăng lên, đúng không? Nó là tích của ba thằng. Như vậy muốn tăng biên lợi nhuận á, càng tăng càng nhiều càng tốt. Bởi vì là biên lợi nhuận là nó không có hại cho chúng ta, tăng càng nhiều càng tốt. Vòng quay tài sản tăng càng nhiều càng tốt, chả có vấn đề gì hết. Đòn bẩy tài chính thì tăng vừa thôi, bởi vì nợ tăng vừa thôi, tăng quá thì chúng ta sẽ bị rủi ro. À, nó đòn bẩy tài chính, có nhiều người coi như là muốn tăng ROE cái vay nợ, vay mức nào đó thôi. À, chúng ta không thể vay quá nhiều được. À. Rồi, nhưng mà còn biết lợi nhuận muốn tăng hồi nãy đã nói rồi, tăng giá bán, giảm giá thành, tăng sản lượng bán, giảm các cái chi phí quản lý doanh nghiệp, trong đó có giảm cái chi phí lãi vay. Nhưng mà các bạn hồi nãy các bạn có nói là giảm chi phí lãi vay, nhưng mà chi phí lãi vay là chi phí nếu mà vay ổn, chúng ta vay số hợp lý thì chúng ta không giảm được, mà như vậy nó sẽ tốt. Bởi vì chi phí lãi vay chúng ta có vay thì nó mới đưa cái đòn bẩy tài chính này lên được. À, như vậy biên lợi nhuận là tăng giá bán, giảm giá, giảm chi phí quản lý, tăng sản lượng. Vòng quay tài sản là làm sao chúng ta có nhiều doanh thu trên tổng tài sản. Như vậy chúng ta sắm tài sản phải hợp lý, không phải là nhân viên kêu sắm cái gì mình sắm cái đó, hay là mình thích lên mình sắm. Ví dụ mình thích lên mình sắm cái xe 4 tỷ đi vòng vòng đi vui, ok, sắm cái xe 4 tỷ xong mình bộ mặt mình tăng lên ha, rồi mình đi ký được hợp đồng với mình đi chơi golf, rồi mình tự tin hơn, rồi người ta tin tưởng mình ký hợp đồng được, nhiều đồng được thì ok. Chứ không làm được những chuyện đó, sống cho nó sướng, không tạo ra được doanh thu thì như vậy là phí. Hoặc là xây một cái tòa nhà cho nó hoành tráng nhưng mà không tăng doanh thu được, như vậy là phí. Một trong những cái ví dụ mà rất rõ về vấn đề vòng quay tài sản đó là cái của thế giới di động. Thế giới di động nó là một đồng tài sản, nó tạo ra đồng doanh thu là nhiều đồng doanh thu hơn bất cứ ai hết. Một cái mét vuông của thế giới di động là nó tạo ra nhiều doanh thu. Một cái mét vuông thuê thì cái đấy là rất quan trọng. Hồi nãy các bạn nói là tận dụng hết cái nguồn lực để tạo ra doanh thu là đúng. À, như vậy chúng ta phải làm tăng cái vòng quay tài sản này lên. Làm sao mà doanh thu trên một cái đồng tài sản nó càng tăng. Còn cái đòn bẩy tài chính này chúng ta tăng vừa phải thôi. Bởi vì tăng quá đó, tôi sẽ lấy cái Excel để tôi làm, tôi thích làm Excel cho các bạn xem.